cải, họ để cái bảng ở phía ngoài này, ici vente de volaille vivant légumes aussi, nghĩa là họ bán những con gà còn sống, con gia cầm còn sống và cả rau. Cô cô đi tour. Về đây cảm giác yên bình lắm cả nhà, bình an. Đó, chỉ muốn sống một cuộc sống như vậy. Thì họ có những cái chậu trồng hoa này. Cái này là cây, như là cây lavon rồi, không biết. Còn cái cây kia giống cây hoa mộc lan đó. Cây này lá hoa này. Lá sung sướng, lá tung tăng. Cái cây này, cái lá hai màu, ba màu. Cây hoa hồng. Đó, thay lá mới hết rồi, những cái này là những cái hoa còn và nó rụng á. Đó, là nụ này, đó, nó rụng rồi nó sẽ trong nó có hạt, đó, xong rồi nó sẽ mọc thành cây mới. Đó, mùa xuân về giờ cây cối mà mùa đông chết bây giờ nó mọc lại hết. Đó. Đây giờ mở cửa thứ hai 15 giờ đến 18 giờ 30, từ thứ ba đến thứ sáu là 9 giờ 12 giờ 30, 15 giờ. À không, từng giờ 9 giờ này, 12 giờ 30, 15 giờ, 18 giờ 30. Thứ bảy là 9 giờ đến 12 giờ 30. Cho đi trồng cây. Cái chim chóc. Đó. Cây cối thanh bình. Đấy, mấy cây này là cây arum này. Rồi giờ cây dạng cây hoa la kèn ấy. Hana tung tăng về quê, cái này giống ở Việt Nam gọi là về quê ấy. Mấy cái này là hoa, có thể là một là hoa lay ơn, hai là hoa iris. Thơm quá cả nhà, rất thơm. Trời ơi, mùi hoa này thơm ghê luôn á. Rồi, hoa vàng này này thơm quá trời thơm luôn. Rồi ong này, con ong này. Đó, con ong nó đến đó. Nó hút nhị này. Đó. Thơm ơi là thơm luôn. À đây. Cái lối sau này mình có thể nhìn thấy con dê kìa. Hồi nãy mình đi lối kia, lối này thấy con dê đây. Cây này giống cây không phải cây laurier. Dưới là nó sỏi đá, đi nó rụp. Cây này cắt hết đi là nó sẽ mọc lại hoa đẹp lắm rồi. Còn cây này là cây ô liu. Mình đi đến nông trại rồi này. Đó. Con trại con thỏ. Đó, nó có những cái nhà kính để đồ. Cái con thỏ này, được thỏ to chưa? Ôi lời lơ xíu. Có con thỏ to đúng không? Con thỏ, hay với con gà. Hai con gà kìa. Con gà. Đó, gà nó nằm ngồi phía trên kìa. Mấy em gà. Mấy con gà này cả mái cục cát. Đó, để cao cho nó chân nó không bị lạnh ấy, con hiểu không? Đấy, con gà này to đùng luôn. Ôi lời lời, con gà này cái chân nó kìa. À, oui. Comme ça, ils font puis, les, quand elles font des œufs, là, c'est des œufs pour mettre dans la couveuse pour faire les bébés et pour faire les poussins. Non, con gà. Si tu mets les poules toutes seules, elles font des œufs qui sont pas. Nó phải có con gà trống ở trong rồi xong nó mới thành gà con. Đó. Tất cả đây là chuồng gà này. Đây con đây chuồng này chuồng con chim, đây chuồng này là chuồng con vịt. Chuồng này bán rồi. Chuồng này là con công. Con công này. Nhà có cái chậu đồ ăn cho nó, cái chậu nước cho nó.
con gà, gà này là gà màu xám, gà này là gà màu trắng, cái chân của nó kìa, rồi nhìn cái chân nó kìa, rồi đánh nhau luôn, được đánh nhau nha, gà trống này chân nó kìa, ôi là lên, tỉa lông cho nó đẹp, hai con gà mái, một con gà trống. Thế đường quá. À, thấy con thỏ. Ủa, con thỏ này to đúng luôn á. Trời ơi, nhìn thấy con thỏ một lần, con thỏ thấy con thỏ bé xíu rồi, siêu thị thôi. Không biết con thỏ ở đây này, thỏ to đúng. Trời ơi, mấy thỏ bé bé ở trong kìa. Đó, mấy thỏ trong bé bé kìa trong kìa. Đó, mấy thỏ này, mấy thỏ nên ăn ăn cỏ. Ôi, mấy em thỏ. Ủa, con thỏ này to này, nó đang nằm kìa. Đây là cái khay đồ ăn cho nó nè. Cái là kịp vào. Mọi người đằng kia là con những con dê kìa. À. Cái lồng nhà kính này này. Trồng rau. Mấy con dê đằng kia kết rồi con xe vào. À. Anna được đi vào nông trại, Anna thích. Có cái nhà cabin bé xíu. Nhưng nó xa quá. Mấy em dê xa quá. Em chó đang trong nhà. Để ra nhà cho chủ. Chủ đi giao hàng. Rộng cả nhà. Rộng quá trời rộng. Con này. Xe ba đang chạy tới. Ê, con ngựa kìa. Đó, con ngựa kìa. Ngựa con lừa. Ngựa anh có lừa nhỉ? Sao quá. Ông đang chuẩn bị đây. Ông chuẩn bị ông lấy gà cho mình. Chuồng. Mình chuẩn bị những cái thùng cắt tông. Rồi ông vào trong trong nông trại, vào trong cái trại của ông lấy gà cho mình. Ui. Có gì nó kêu rồi. Đây là rơm rạ này. Rồi gà đã cho vào trong xe, đồ ăn cũng đã mua. Rồi Anna sẽ chăm sóc mấy em gà. Rồi sau tối hôm qua làm thì hôm nay đã xong cái chuồng gà rồi. Bây giờ là papa sẽ cho rơm vào. Rồi bây giờ bà cho dương vào. Này là coi như là 4 con hay sao? Nó có 10 con, mẹ cùng ba là 10. Con đi cu tốt. Rồi bây giờ tháo bao ra cho mấy em gà chui vào. Đi xì dô. Yo yo yo. Pour que ça s'habitue. Oui. Em chú ba. Em chú ba. Vô nhà mới các con. Vào nhà mới đi, chú ba chú vào. Rồi vào trong. Yeah, bốn em. Chuẩn bị luôn. Attends, il va pas. Hop. Yo. Et c'est lui, tu laisses comme ça? Oui. C'est un bon, non? Mais non, c'est des poules. Elles peuvent s'envoler un petit peu, mais pas beaucoup. Elles vont rester là. Hein. On va leur donner à manger, t'inquiète pas, elles vont savoir où est-ce qu'il y a à manger. Hein. Mais après, elle va là-bas manger tous les vers de terre.
Oui, elles vont manger tout ce qu'il y a. Mes con gà, elles sont en train de faire des... Elles sont stressées là, elles ont peur, tu vois, elles connaissent pas. Đừng sợ, ba em tức là bảy em rồi đấy. Ba em còn lại. Vô. Sur internet ils disent tant si tu veux on coupe. Là thích quá, là thích không? Nãy là trong xe là hát cho mấy em gà nghe. Mấy em gà.